Trên cái đỉnh núi này thấy có khá nhiều cái cây hoa dại nó mọc trên đây. Mì, gói, hảo hạng luôn, có cả thịt trong đây. Cái núi này có tên là Burumbang, cũng khá là cao, thì bắt đầu leo từ dưới chân dưới kia, khoảng hơn tiếng đồng hồ leo. Thì hiện nay đã tới được cái đỉnh núi này. Đây là cái đỉnh núi đá nè. Hiện nay có khá nhiều người leo núi đây ha. Đây, từ trên đỉnh nhìn xuống ha. Cái phong cảnh rất là đẹp. Trời trong xanh ở đây ha. Bây giờ tụi mình sẽ lên tới cái mỏm đá ở phía trên kia. Thì bà xã đã leo lên trước rồi, đang leo lên phía phía kia ha. Giờ mình sẽ bắt theo kịp. Cái đường mòn đây nè, nó sẽ dắt lên tới cái mỏm đá ở phía bên kia kênh kia ha. Bây giờ mình sẽ bắt kịp bà xã tới cái mỏm ở trên kia và sẽ nấu ăn trưa đó. Cuối cùng thì cũng leo lên được cái mỏm đá cao nhất trên cái đỉnh núi này ha. Thì đây là cái quang cảnh mà mình đứng trên cái mỏm núi cao nhất đây nhìn xuống nè. Không biết là trong video nó có thấy cao không? Chứ ở đây nhìn thấy xuống rất là cao. Đây. Bà xã ngồi phía bên kia thiền. Rồi chút nữa tụi mình sẽ xuống dưới cái đó, đó cái chỗ mỏm trũng dưới để nấu trà với nấu trưa để ăn nhẹ. Cái núi này toàn là đá không. Cái rừng cây bên đây là do bị cháy rừng ngày xưa, bây giờ đang phục hồi lại. Thì sáng nay tụi mình đi rất là sớm, đi từ cái chân núi phía dưới cũng khá là xa, khoảng hơn 1 tiếng leo lên đây mới tới, mà cái đường lên rất là dốc và leo rất là mệt. Bà xã vẫn còn ngồi thiền ở đó ha. Trên cái đỉnh nè thấy cũng khá nhiều các loại hoa dại đây. Về phía sau của nó hôm nay thì không có gió lắm, thì nắng rất là ấm ở trên đây, gió cũng nhẹ thôi chứ không đến nổi rất là nhiều gió. Xung quanh có những cái dãy núi bao quanh nhìn thấy rất là hùng vĩ. Giờ tới giờ ăn trưa rồi ha. Đang nấu nước sôi ở đây. Nước này cũng sắp sôi rồi. Đây có mì ăn liền. Mì ăn liền này cũng khá là hấp dẫn rồi. Có cả thịt heo trong đó luôn. Và có cà phê nữa. Đây. Đây cà phê với mấy trà. Cần chờ nước sôi đổ vô, sau đó uống cà phê và có bữa ăn trưa nhẹ. Ở đây có cái chai này
Cái tên là ginger beer nhưng mà không phải là bia, chỉ là nước ngọt thôi, có gừng. Uống rất là ngon. Cũng thuộc loại đặc sản của Úc. Mình có một bữa ăn trưa rồi ha. Mì gói hảo hạng luôn, có cả thịt trong đây, cà phê, vừa ăn vừa ngắm cảnh núi non trùng điệp đây. Hiện giờ buổi trưa nên cũng khá đông, thanh niên cũng bắt đầu leo lên tới đỉnh rồi ha. Có một số thanh niên rất là dạng. Bây giờ tụi mình dọn dẹp đồ đi về, mang rác xuống hết ra, đem xuống dưới về nhà đổ. Giờ bắt đầu trời bắt đầu nắng rồi ha. Thì kế bên mình có một cái con thằng làng núi đang nằm nó phơi nắng, rất là thảnh thơi, nằm trên mỏm đá và phơi nắng ở đây, rất là dạng, không sợ người luôn. Mới nói là nó đi rồi. Vậy là ngày hôm nay buổi hành trình leo núi chinh phục cái mỏm núi đá ở trên đây cũng là kết thúc ha. Giờ thì tôi xếp đi về thôi. Bye bye ha, chào tạm biệt.